xin chào các bác nhá. Hôm nay đầu xuân thì mình cũng có chén rượu Ba Kích Thức Hoài. Đấy, đây là chai rượu Ba Kích Thức Hoài. Đấy, hôm nay thì mình cũng chỉ có một số các món ăn đơn giản trong bữa cơm gia đình. Thì mời các bác uống rượu cùng với mình nhá. Mỗi bữa thì uống khoảng tầm này rượu, uống đều độ thì mình cảm thấy sức khỏe con người mình rất là khỏe và hưng phấn nhá. Đấy, cái rượu này là rượu Ba Kích, là một người uống hai người vui nhá. Đấy, có bác nào mà muốn có nhu cầu sử dụng uống rượu Ba Kích của Thức Hoài thì hãy để lại số điện thoại bên dưới, hoặc là gọi cho chúng tôi số điện thoại 0983681256 nhá, hoặc là số 0846868636. Đấy, thì để được tư vấn trực tiếp số điện thoại nhá. Thì mời các bạn uống rượu Ba Kích cùng với mình nhá. Rất là ngon, rượu ngon, bổ dưỡng. Thôi, chúc các bạn một bữa cơm vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nhá. Xin chào.